Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với kênh Tin Tức Mới. Và sau đây chúng ta cùng điểm qua những thông tin ngày hôm nay quý vị nhé. Ngoài Wendy Phạm, Phi Nhung còn có một cậu con trai ruột. Phạm Đức Hiếu là cậu con trai được cố ca sĩ Phi Nhung yêu thương, nhưng lại không cho theo nghệ thuật. Phi Nhung là nghệ sĩ đồng con nuôi của showbiz Việt. Ngoài bốn cái tên là Quỳnh Trang, Tuyết Nhung, Thiên Ngân và Hồ Văn Cường bước chân vào con đường nghệ thuật và tạo được sự chú ý, nữ ca sĩ còn có một cậu con trai tên là Đức Hiếu, sở hữu ngoại hình cực điển trai. Tuy nhiên Đức Hiếu không theo đuổi nghệ thuật như mẹ nuôi của mình hay các anh chị em khác. Mới đây, con trai của cố ca sĩ Phi Nhung đón tuổi mới nhưng lại bày tỏ nỗi đau khôn nguôi khi mất đi người mẹ nuôi yêu quý. Một năm đã qua cũng là một năm thật tồi tệ nhất đối với tôi. Tôi sẽ không được cùng mẹ ăn sinh nhật nữa. Không còn là một đứa trẻ con nữa, chỉ mong tuổi mới sẽ giúp tôi khôn ngoan hơn, hạnh phúc hơn. Cảm ơn mẹ và sư phụ đã nuôi nấng con sẽ cố gắng học tập và làm người tốt để xứng đáng. Con sẽ cố gắng học thật giỏi, trưởng thành và thành công hơn năm nay. Không nổi tiếng như Hồ Văn Cường, nhưng Đức Hiếu lại hiếu thảo và luôn đứng ra để bảo vệ mẹ nuôi. Trong gia đình, Đức Hiếu cũng được mọi người nhận xét là ngoan ngoãn và biết trước biết sau. Ở thời điểm Phi Nhung và Hồ Văn Cường vướng lùm xùm liên quan đến tiền bạc, Đức Hiếu cũng là thành viên duy nhất dám đứng lên nói đỡ cho mẹ nuôi. Cùng là con nuôi nhưng nếu so với Hồ Văn Cường, đem đến nỗi đau và thị phi. Cậu con trai này của Phi Nhung hẳn khiến cố ca sĩ dẫu ra đi vẫn an lòng. Đoạn trò chuyện của ca sĩ Phi Nhung nói về cách dạy dỗ con gái Wendy đang được người hâm mộ cô chia sẻ lại đầy xót xa. Trong video, hình ảnh về cố ca sĩ Phi Nhung vẫn đang thu hút sự quan tâm của khán giả yêu mến cô. Sau 2 năm xa cách vì dịch bệnh, thì hai nữ ca sĩ vẫn đang đợi ngày bay nửa vòng trái đất để đoàn tụ con gái Wendy. Lúc sinh thời, Phi Nhung từng tiết lộ con gái của cô có tính cách rất mạnh mẽ, tự chủ, là chỗ dựa tinh thần cũng như động lực sống mạnh mẽ của cô. Cách Phi Nhung rèn luyện con gái từng được chính cô chia sẻ trong chương trình Chuyện Của Sao. Clip quay chương trình đang được chia sẻ trong mặt vì có những lời nói mà khán giả cho rằng là điềm gở, tiên tri cho sự ra đi đột ngột của Phi Nhung. Cô kể, hồi đó nghĩ là single mom. Mình không cần chồng, mình chỉ cần con thôi. Nhưng như thế không đúng, là ích kỷ, con nó cần ba, thế là Nhung cho con qua lại thăm ba. Mình sống một cuộc sống mạnh mẽ từ nhỏ tới lớn, nên Nhung muốn Wendy cũng phải mạnh mẽ. Lúc mà Wendy 2 tuổi là đã rửa chén rồi, cứ tập dần như thế, con sống một mình, tự học, tự làm. Cô tâm sự với người dẫn chương trình. Nhung nói là mẹ sẽ cố gắng đi hát để kiếm tiền. Mẹ là người không được học. Mẹ chỉ học đến lớp 6. Mẹ không biết tiếng Anh, mẹ không biết gì hết. Con là người phải lo hết mọi việc. Nhỡ nửa chừng mẹ chết đi như bà ngoại thì sao? Ai nuôi con? Thế là ngồi khóc. Và bé Wendy bắt đầu nhận thức được. Câu dọa của nữ ca sĩ Phi Nhung để khiến con gái tự giác, tự lập. Năm đó đã khiến cô và Wendy khóc. Giờ thì khán giả của cô xót xa vì nó như một điểm gờ vận vào người cô. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.